Tạng Bồ Tát bổn nguyện quán chúng sanh nghiệp duyên. Và mới ba Phật mẫu vừa hỏi. Lúc đó Đức Phật mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân chấp tay cung kính mà hỏi Ngài Tạng Bồ Tát, khán giả chúng sanh có duyên phù đề, tạo nghiệp sẽ khác cấm thọ báo cho thế nào? Ngài Tạng Bồ Tát thưa rằng rất gần. Trong 10 môn thay chú cho đất bất độ, hoặc nơi hay có địa ngục, nơi hay không địa ngục, hoặc nơi hay có hàng nữ nhân, nơi hay không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có pháp, nơi hay không có pháp. Những cái bậc nhân văn là tích trị Phật cũng sẽ khác như thế, tích trị Phật nhìn thấy có địa ngục sẽ khác hay đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng, tôi muốn nghe Tạp Bá Trân có như Phật để cho cảm lát đạo, Ngài Đại Tạng đất bạch gần. Thánh mẫu trong mong Ngài lắm nghiền lấy sự sống là việc đó, Thánh mẫu bạch gần xin hướng dẫn nó cho Bồ Tát. Lực Phật bây giờ Ngài Đại Tạng Bồ Tát Thánh Mẫu gần gần như sự Tạp Bá Trân có như Phật đề, danh hiệu của những Tạp Bá Trân có duyên nên như Phật đề như dưới đây. Nhờ có chúng sanh chẳng hiếu hảo với cha mẹ cho nên nhất hại cha mẹ, cái đó phải đạo vào vô giới địa ngục, trong mình muốn kiếp không nào mà khỏi được. Bắt đầu với những ngục mới đến nghìn muốn kiếp khổ nào không có khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác, lòng ác hoặc bị hương chảy máu, kinh chân người ta bảo cho kinh điển có bắt đầu với những ngục của nghìn muốn kiếp khổ nào không có khỏi được. Hoặc có chúng sanh sanh tông có hương chủ, chế phẩm như lực, tên tông có hương chủ, ô phẩm tăng ni hoặc thái tình hoặc sử dụng lại trong chúng truyền truyền, hoặc giết, hoặc hại. Những chúng sanh đó phải đạo vào với những ngục trong nghìn muốn kiếp không lúc nào không có khỏi được. Như các chúng sanh giải định phải sa môn, kỳ hạt không chấp phải sa môn, làm dụng có hương trụ, chấp phẩm nhân lực, để cấm hành bạch y tạo những điều tội ác. Hạng người như thế, phải đọc vào vô giới địa ngục. Trong nghìn mối kiếm không nào mong có được. Như các chúng sanh, trộm cắp những tài vật, lúa gạo, đoạn uống phục hương trụ chính mình. Tài vật, lúa gạo, đoạn uống phục hương trụ chính mình cho mình đến một vật. Kẻ đó phải đọc vào vô giới địa ngục trong nghìn mối kiếm không nào mong có được. Nghĩa là trong các cái gà hãy mẫu nếu có chúng sanh tạo những phẩm tạo những trên đó và bắt đầu vào điện của vô gián khẩu của người sẽ nó có những cái quan điểm không được. Bà Ma Gia Phu Nhân lại phải cùng một chết rằng thế này là vô gián ngục, nghĩa là trong một chết gấp gần bao nhiêu địa ngục ở trong núi, nghĩa là trong một chết thứ nó gần thứ hãy mẫu rằng bao nhiêu địa ngục ở trong núi hết vi lớn có 18 chỗ, có cái đó có 5 chỗ nhìn hiệu điện kết xuyên khác nhau, với cái này có hàng trăm nhìn hiệu cũng được khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó giống một hành 28 môn dặm, hành đó hầu mượn sắc, cao nó một môn dặm, chứ trên hành không có thể nào hở trống. Trong một hành có để có danh hiệu, trong một hành đó để có danh hiệu, trong một hành đó để có nhà ngục liên tiếp nhau, nó có nhà ngục liên tiếp nhau, để có danh hiệu sai khác. Nhưng có một số ngục tên là vô gián, ngục này cho vi một môn 8 dặm, từ ngục có một hành dặm, nó chứ trên hành không có thể nào hở trống. Trong một, có một hành dặm thôi mà sắc cả. Tầng ngục cao 1.000 dặm, tầng bà sát cả lấy chiếc hạt hỏa xuất trên xuất dưới. Trên tầng ngục có sát có cháu sát vô mũi đối nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường cấp mua dặm, một người hỏi tội họ thấy mình hình bị chặt cái giường. Đánh người muôn tội, muôn người hỏi tội có người thấy em có mình hình bị chặt cái giường. Đó là do vì những tầng nghiệp của tầng cao cấm bời như thế. Tại những người tội chịu đối xe phát xã cho người mới về sau cùng bớt lá quỷ. Ngay nên mới nhận nhìn gương cầm mắt chết xé như chấp nhán. Chúng ta cứ như lòng của mình chặt. Tại các quý giờ sau các hình chiếu là sát thân mình người tội hoặc năm chúng miệng mũi hoặc năm chúng miệng lưng người dành cho năm mắt chỉ hắn lấy đây là trên giường là có nhìn sau bằng sát con mắt người tội để có sát cái đầu người tội nên đó nên có trong quan hệ để đến giờ đó cũng nhìn cái đây là cái bộ trên đó lo cái người tội nó trồng bỏ vào miệng sát nó bỏ lấy hai người tội một ngày một đêm muốn là chết mình làm sống lại do vậy thân nghiệp sẵn thân nghiệp sẵn ra cân bệnh cái chân mình nói tiếp không nằm mà phải được lúc hai giới này hương hoại hay là sinh nhập vào địa ngục có hai giới khác lúc hai giới khác có hương hoại hay sinh nhập vào địa ngục hay là sinh vào có khác nữa nó có khác đây hoài hay cũng hoài cũng xem phần sinh vào có khác khi thế giới này xong mà sinh trở về thế giới này người ta tới trong một vô giới như thế đó là địa ngục đó dùng cái nên mình cảnh mình gọi là vô giới là mình đó là những gì tại nhân trong đó chỉ có ngày lẫn đêm đến cho ba số kiếp lúc nào ngớt nên gọi là vô giới hai một người tại thân này chỉ có một nhưng hỏi tội mắm hóc rồi để chặt một người là bao dáng ba những cái cụ để hành tội nhân như chỉ ba gậy gì không có giá có xây có được cái máy chở rồi soi lưới sắt dây sắt rồi sắt người sắt dây sắt miền đầu
nó sẽ nắm cái hăng đó hả, nó sẽ sống khác thảo, nó sẽ soi từ nó cho cái đeo số kiếp mình sẽ có nên nó như là không một gì đó mà là vô dáng. Bốn, không lần là trai hay gái mình mấy mọi gửi nhận trái sang hàng hoặc là gầm là chào hoặc là hàng là quỷ hay để gây trái khả năng là tâm đất các cái đi làm việc khó nên gọi là vô dáng. Năm, nếu người nào bị đọc vào địa ngục đó hoặc là chết vào cho đất chim khiếp có người người đem người chết một người sống lại mấy người thường chỉ cái màu nắng xanh đặng khi tội nghiệp mới đặng hóa xanh thì khi tội nghiệp phải hát mới đặng hóa xanh do vì lẽ nên viên mãn này gọi là vô gián người ta mới tác thân nên mong rằng nó sẽ lập vào địa ngục giống như thế nên nó rộng ra hệ thân sẽ khổ nó không có sự hành tội cũng sẽ không có cái địa ngục đó thì nó sẽ một cách không bao giờ nó có hát được. Và bây giờ con nhân nghe lại chẳng một chắc đang xong và không xin vào gầu phải tên lên một chắc mà lôi ra nên mong rằng ha ha ha,